Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still. Ok, hello, xin chào tất cả anh em. Chào tất cả anh em trở lại với channel của mình. Mình là DB Gaming đây. Thì trước khi vào vấn đề chính, anh em có thể bỏ 5 giây ấn like, subscribe và chia sẻ. Và đừng quên ấn vào cái chuông để nhận những thông báo video mới nhất của mình nhé anh em. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái video đó là về những con vật trong game. Con vật anh em, không phải là con quái vật đâu. Thì thường anh em chơi game lọc rồng chúng ta thì không có để ý tới những con vật như thế này. Thì thường anh em chỉ có đợi sự kiện X2 ra úp, hoặc là chơi game và úp và làm nhiệm vụ và đi săn boss các thứ. Họ không có thể gọi là để ý lắm những cái con vật trong game. Thì thường đa số là như vậy. Còn những anh em nào gọi là tay máy hay tinh mắt hay là bắt mắt thì hay để ý những con vật trong game. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái video đó là những con vật trong game. Không phải là quái nha anh em. Quái có tên con heo, con bò, con gì đấy thì nó cũng là quái rồi, vì anh em có thể đánh được nó. Còn đây là những con vật cảnh, con vật động, con vật nó đứng yên một chỗ ấy anh em. Nó đứng yên một chỗ và nó làm những động tác như sau. Đây thì mình sẽ vào vấn đề chính luôn, đó là con đầu tiên, con ếch. Anh em thấy con ếch hay là con này, con ếch hay con cóc? Thì chắc là con này con ếch rồi anh em ạ. Thì con này là con ếch, nó đứng ở làng Mori ở bên Nam Ếch. Mình sẽ làm 3 hành tinh thì mình sẽ làm hành tinh Nam Ếch làm đầu tiên và sau đó sẽ xảy ra và trái đất. Thì ở Nam Ếch, ở làng Mori sẽ có con ếch đầu tiên anh em. Anh em lại thấy khi chúng ta đi ra đây thì sẽ gặp con ếch. Con ếch lại khá quen thuộc với anh em rồi. Tiếp theo mình sẽ sang con tiếp theo nha anh em. Ok anh em, thì con thứ hai đó là con quạ. Mình không chắc con là con quạ hay là con chim gì đó, nhưng mà khi anh em đi từ 3 hành tinh thì gọi là trừ trái đất ra, xoay ra và làm ếch thì sẽ có 3 con này. Thì mình cứ đặt tên cho nó là quạ đi anh em nhé. 3 con quạ thì con này, 3 con này thì không gọi gì xa lạ với anh em rồi. Thì anh em đi ra đây thì nó sẽ bay. Đó, nó sẽ bay mất. Và khoảng anh em đi một lúc thì nó sẽ quay lại và đậu ở đấy. Thì mình tiếp tục con tiếp theo nha anh em. Ok anh em, con tiếp theo thì nó sẽ ở đảo Guru làm ếch. Và con này nó ở đây thì anh em cũng không gọi là xa lạ gì anh em. Thì mình như nhiều anh em cũng phải để ý con này, vì thỉnh thoảng nó sẽ ngo đầu lên và nghe cái bộ răng gây tởm của nó ra. Thì mình cũng không biết tên con là con gì, thì mình cứ đặt tạm bừa đi là con quái. Cá nhe răng làm ở đảo Guru. Ok anh em, thì Lam Guru nó cũng có con này nha anh em nhá. Cả Lam Guru, ở bên Lam Guru cũng có. Nhưng mà thỉnh thoảng thấy nó nhai răng thôi, còn bây giờ thì không thấy đâu. Ok anh em, thì mình sẽ tới con tiếp theo. Okay, anh em, con tiếp theo là con ở bên thung lũng Lam Ếch. Thì con này là con trước mình hay gọi là con thạch sùng hay con thằn lằn, vì mỗi lần nó lè cái lưỡi ra chiu. Đó anh em, mình cũng không biết là nó làm một hành động gì, nhưng mình chỉ biết đây là nó là hành động để kiếm mồi ăn. Mỗi lần lè lưỡi ra nó sẽ đớp một con gì đó ăn, nhưng mà mình không biết nó đớp, nó lè lưỡi đây khoảng mấy năm rồi, 4 đến 5 năm ở đây rồi, nó lè lưỡi liên tục, nó không biết nó làm một con mịa gì nữa. Thì ở cái map này nó sẽ có 3 con anh em nhé. Ở cái map là thung lũng Lam Ếch này nó sẽ có 3 con. Và bây giờ mình sẽ sang bên trái đất, à bên sai ra, để tìm những con vật tiếp theo cho anh em xem. Okay, anh em, ngay khi chúng ta về nhà bà Rory thì sẽ gặp con đầu tiên đập vào mắt chúng ta, đó là một con rắn. Con rắn. Ok, thì con này ở trong nhà bà Rory và nó cũng ở ngoài một cái map nữa, nó sẽ có con này. Bên trái đất cũng có con rắn này. Hành tinh xảy ra chúng ta thì vẫn có. Như là mình chưa xảy ra thì mình sẽ nói là hành tinh xảy ra chúng ta. Ok, thì bây giờ mình sẽ tiếp tục một con tiếp theo. Ở cái đồi hoang này thì nó cũng có 3 con quạ, như lúc ấy mình nói ở Nam Lake thì cũng có 3 con quạ. Đó. Ok anh em, con tiếp theo là con gà con. Thì ở cạnh con gà con này, ở cái map chạm tàu vũ trụ bên trái đất, thì bên xảy ra thì không có gì. Thì mình đã sang bên trái đất và gặp 3 con gà con. Ở đây một con gà nữa ở chỗ kia. Và bên cạnh đây là một con heo, đậu xanh con heo. Thật ra con này con heo là con NPC rồi.
còn Udo là con NPC rồi, mình đùa tí thôi. Ok anh em, thì mình sẽ tiếp tục đi con tiếp theo nhá. Oh yeah, con tiếp theo anh em thì cũng không xa lạ, đó là con chim ở vách núi Aru bên trái đất. Thì ở đây có 3 con, và khi mình tới thì chúng nó bay mất đi. Và khi mình đi chúng nó đậu xuống, đậu xanh chúng này. Tại sao nó không đứng yên một chỗ khi để cho mình ra nhỉ? Đây nhá. Chú. Đấy, nhìn những con chim này mình lại nhớ với tuổi thơ thời trẻ trâu đi bắt chim. Chim ơi chim, chim ơi chim, mau lớn nhanh có. Mình có vẻ hơi nhầm. Đó là bài voi con mà mình lại hành hát chim. Đậu xanh. Voi con ơi, mau lớn nhanh có đôi gà to. Đó, cái bài đó thì chắc là không thể nào anh em nào không có thể nào là không nhớ được. Chắc chắn anh em phải nhớ một đoạn, một ít. Bên làng Aru, làng Aru trái đất thì cũng có một con. Nó đậu chỗ này. Ok, mình sẽ tiếp tục con tiếp theo. Mình sẽ sang bên đồi hoa cúc. Đồi hoa cúc trước khi mình sang cái là sẽ gặp luôn một con, một đàn bướm chứ không phải là một con nữa. Ở đây sẽ có một đàn bướm. Đàn bướm vàng anh em nhá. Đàn bướm vàng. Thường thường trước đây mình mới chơi game ấy, thì mình có vào bên trái đất này thì mình sang mình tưởng con một đàn ve, ve sầu vậy, một đàn tự nhiên là những con ong mà con ve, con vớ vẩn gì nó bay xoay đấy. Ngày đó mình cũng không để ý đâu, mình cứ thấy nó bay khua thôi. Về sau mình để ý rõ mình là con bướm. Bướm bay hơi loạn xạ anh em ạ. Ok, mình sẽ sang con tiếp theo. Ở đây có hai đàn này. Hai đàn. Hình như là ba đàn bướm. Mỗi đàn có 5 con hay sao anh em ạ. Mình chả đếm được, có bay loạn xạ quá. Ok, mình sẽ sang thung lũng tre. Bên trái đất này thì sẽ nhiều con vật hơn. Mình nói rồi, không phải là quái vật nhá. Mình nói là con vật chứ không phải con quái vật. Quái vật cũng là con nhưng mình nói rồi, nó là quái chứ không phải là con vật. Yeah, rừng nấm. Rồi, khi sang mình sang rừng nấm cái là bên trái đất này rất nhiều con vật. Thì mình vừa sang bên rừng nấm cái thì lại đập vào mắt mình nó là một con khỉ. Con khỉ này khác hoàn toàn với con khỉ ở trên thần vũ trụ hay thần mẹ đâu. Thần... đúng không nhỉ? Thần... con khỉ ở thần vũ trụ. Đúng rồi, con khỉ ở thần vũ trụ. Mình cũng không chắc nữa, mình chả nhớ nữa. Nhưng mà con khỉ này không giống ở con khỉ trên thần vũ trụ. Thì con khỉ này ở đây có một con. Nó cứ nhún nhảy thôi. Rồi, thì mình sẽ con tiếp theo. Ở cái map này như có đúng một con thì sao anh em ạ? Ở map này đúng một con thôi. Đúng rồi, map ấy có một con thì thôi, còn đâu toàn là quái hết. Mình sẽ sang rừng xương. Ở bên rừng xương này chắc chắn là sẽ có. Mình nhớ không nhầm là có. Đây, ở chỗ này cũng có một con khỉ nữa này anh em. Một con khỉ nó núp ở dưới đây này. Mình không hiểu tại sao nó xuống ở dưới đây, nhưng mà nó biết có biết lên không. Nó nún nhảy ở đây cũng mấy năm rồi đấy, 3-4 năm rồi đấy. Nún nhảy nhảy thôi, nó không biết mỏi là gì. Đậu xanh. Mình nói từ nãy giờ mỏi hết cả mồm đây. Đây, dưới đây có một con nữa. Là cả tổng cộng là cái map này cũng có 3 con. Sao không hiểu tại sao ông là min ông cho mỗi map có một con map thì có 3 con, mob map thì 2 con, map thì 1 con. Mình cũng chả hiểu tại sao nữa. Mà nhét con khỉ đâu nhét, đúng nó ở dưới đây này. Tội thân con khỉ. Trời mưa trời gió, một mình ở dưới cái hố này thì lên làm sao được. Thật là khổ thân mày. Thôi, ba mày ra sông đảo Cao Mê đây. Hôm nay rảnh rỗi là mấy clip đi khám phá những con vật trong game. Thì anh em xem thì ủng hộ mình nhá. Thì nếu mà anh em muốn hay ho hơn thì nữa có thể comment phía dưới là những thứ khác mà đi khám phá những thứ khác. Ví dụ như trong game có bao nhiêu cái cây, thì kể tên những cái cây đó hoặc là cái gì gì đó. Thực ra trong game Ngọc Rồng ấy, ADB à, ô đồ xanh, gặp fan hâm mộ này anh em. Hello. Mình phải giao tiếp với fan hâm mộ hoặc là những cái bạn thích mình hay là gì hâm, hoặc là các bạn ủng hộ mình thì mình phải giao lưu lại, mình có chat thôi. Chào em. Ok, thì mình sẽ không câu giờ nữa. Con tiếp theo là con cá. Cá thì anh em phải ra đảo Kame, đúng rồi. Đảo Kame thì ở dưới đất rồi. Trái đất thì gọi là nước biển các thứ thì đương nhiên là có cá rồi. Cá ở bên Lam X thì không bằng bên trái đất được. Cá bên trái đất là chất lượng hơn. Ở đây thì cái map mà đảo Kame này thì số nhất là cái ông Satan, cả ông Quý Lão, bà Mít, Lý Tiểu Lương.
Vừa ngồi bán hàng, vừa ngồi trò chuyện, còn vừa ngồi ngồi ngắm cá nhảy nữa. Cuộc đời sau lưng là một bãi biển tuyệt vời. Wow, Chùm BK. Ủa sao mình nghe cái tên này quen quen ta? Hình như là view 6 sao đúng không anh em? Nhưng mà đây là một ID fake thôi chứ không phải là view 6 sao thật sự. View 6 sao nó là server 6 chứ đúng không? Chùm BK là server 7 đúng không? Hình như là vậy. Ok anh em. Mình sẽ qua Đông Đông Karin. Hình như là Đông Karin là không có gì rồi. Thì mình sẽ qua Lam Kame đi. Lam Kame. Ở bên này cũng có con cá các anh em ạ. Ở bên này con cá. Cá lích rồi anh em. Cá lích qua tương lai, đậu xanh. Lâu lắm mình rồi mình cũng không qua tương lai. Thật sự là từ lúc comeback trở lại game mình không có qua tương lai chơi. Không chả hiểu tại sao mình không qua đấy luôn. Thì hình như là có vẻ là hết rồi đó anh em. Bước đó anh em thì ok, cảm ơn anh em đã xem và hẹn gặp anh em trong những video sau. Nhớ đừng quên comment ý kiến phía dưới. Thật ra cái video này mình chỉ là đi tham khảo linh tinh tinh và đi khám phá những con vật trong game thôi. Anh em xem có cảm thấy xem sàn thì có thể comment phía dưới để mình có thể làm clip gọi là hay hơn, nhưng mà giờ hiện tại đang bí ý tưởng anh em nhé. Cảm ơn anh em đã xem và hẹn gặp anh em trong những video sau. Bye bye và hẹn gặp lại trong những video sau.